Chào mừng quý vị đã theo dõi kênh Thời sự 24 giờ TV, kênh cập nhật nhanh nhất những tin tức nóng hổi suốt 24 giờ qua. Trong bản tin của chúng tôi ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với các nội dung chính sẽ phát trong chương trình. Các nội dung chính sẽ phát trong chương trình. Tìm thấy thi thể thứ ba tại thủy điện Giao Trang 3. Quảng trị lên tiếng việc lương khô quân đội cứu trợ bị cán bộ chia nhau. Sử phạt quán ăn chặt chém đoàn cứu trợ lũ lụt. Thành phố Hồ Chí Minh, nhân viên ngân hàng rút nhiều tỷ đồng của khách kiểm tra chất gây nghiện đột xuất hàng loạt lái phụ xe buýt Hà Nội. Và sau đây là nội dung chi tiết. Tìm thấy thi thể thứ ba tại Thủy Điện Giào Trang 3 Sáng ngày 23 tháng 10, một thi thể người mất tích tại Thủy Điện Giào Trang 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã được tìm thấy. Lực lượng chức năng đang đưa thi thể này về bằng đường thủy để làm các giám định ADN xác định danh tính. Như vậy, trong số 17 người mất tích tại Thủy Điện Rào Trang 3 do sạt lở núi vào ngày 11 tháng 10 đến nay đã tìm được 3 thi thể, 14 người đang mất tích. Vụ sạt lở Thủy Điện Rào Trang 3 khiến cho khoảng 2 triệu khối đất đá bị sạt xuống, vùi lấp lán trại. Đống đất đá này được phân làm 3 tầng với bề dày mỗi tầng là từ 3 đến 4 mét. Lực lượng tìm kiếm các nạn nhân mất tích thống nhất phương án tìm kiếm đảo từ trên xuống dưới. Quá trình tìm kiếm phải luôn bám sát diễn biến thời tiết, có phương án đảm bảo an toàn cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn. Để vào được rào trang 3 phải theo đường thủy từ hồ thủy điện Hương Điền, huyện Hương Trà, ngược lên rào trang 4, sau đó mới tiếp cận được. Trong khi tuyến đường bộ theo tỉnh lộ 71 từ trung tâm xã Phong Xuân lên hiện đang bị tắc nhiều đoạn. Trong sáng ngày 23 tháng 10, các lực lượng giao thông vận tải, công binh đang cố gắng thông đường trong hôm nay. Trở ngại tảng đá nặng chừng 30 tấn án ngữ đường 71 trong sáng nay cũng được công binh cho nổ mìn phá đá. Các lực lượng quân sự, công an, dân sự tiếp tục tăng cường quân số và phương tiện cơ giới, thực hiện công tác tìm kiếm các công nhân mất tích. Tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đưa chó nghiệp vụ vào để phục vụ công tác tìm kiếm. Quảng trị lên tiếng việc lương khô quân đội cứu trợ bị cán bộ chia nhau. Sáng ngày 23 tháng 10, ông Đào Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị cho hay, thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về việc cán bộ ở Quảng Trị chia nhau hàng lương khô quân đội cứu trợ là không đúng sự thật. Trước đó ngày 22 tháng 10, đoàn công tác chính phủ có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về công tác khắc phục hậu quả lũ lụt. Tại cuộc họp, thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị cần nhanh chóng cấp phát lương khô cứu đói cho nhân dân vùng ngập lũ và việc cấp phát hàng cứu trợ cũng cần đúng đối tượng. Tuy nhiên thông tin này khiến mạng xã hội đồn đoán về việc cán bộ ở tỉnh Quảng Trị đã chia nhau lương khô cứu trợ. Theo ông Hùng, thượng tướng Lê Chiêm nói là đừng để xảy ra việc đó chứ không phải nói địa bàn nào cả. Trong khi đó, một lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho hay, thông tin trên mạng xã hội ám chỉ việc cán bộ tại tỉnh Quảng Trị chia nhau lương khô đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác cứu trợ cho người dân vùng lũ. Vị này cho hay, lương khô cứu trợ vẫn chưa về đến tỉnh này. Được biết Bộ Quốc phòng đã có cam kết sẽ hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hàng cứu trợ trị giá 850 triệu đồng gồm xúc xích, lương khô. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã lên kế hoạch tiếp nhận và giao Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh này chịu trách nhiệm huy động cán bộ ngành nông nghiệp chuyển tận cơ sở để kịp thời cấp phát cho người dân vùng lũ. Đợt mưa lũ dồn dập kéo dài vừa qua khiến tỉnh Quảng Trị bị thiệt hại nặng nề. Theo thống kê tại tỉnh này có 50 người chết, 4 người mất tích và 25 người bị thương do mưa lũ sạt lở đất. sử phạt quán ăn chặt chém đoàn cứu trợ lũ lụt. Một quán ăn ở Hà Tĩnh vừa bị lực lượng chức năng ra quyết định xử phạt vì không niêm yết giá bán. Trước đó quán ăn này đã bị tố chặt chém đoàn cứu trợ lũ lụt. Trước đó vào sáng ngày 21 tháng 10 trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh kèm thông tin phản ánh quán ăn Thu Huế ở đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh bán thức ăn với giá cao. Sau khi nhận được phản ánh, lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra. Ngày 23 tháng 10, thông tin từ Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh cho biết, sau quá trình kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường đã tiến hành xử phạt quán ăn này 750.000 đồng với hành vi không niêm yết giá bán. Ông Nguyễn Đình Khoa, Phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã ban hành công văn về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát bình ổn thị trường sau lũ, yêu cầu các đội trực thuộc nắm bắt diễn biến thị trường, theo dõi sát nguồn cung cầu hàng hóa và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ găm hàng, tăng giá bán, đặc biệt là các mặt hàng phục vụ công tác cứu trợ như là lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm và mặt hàng có nhu cầu sử dụng cao sau lũ như vật liệu xây dựng. Đồng thời, Cục Quản lý Thị trường cũng yêu cầu các đội kiểm tra xử lý hành vi vi phạm bán hàng không niêm yết giá, bán không đúng giá niêm yết, trà trộn để bán hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng. Thành phố Hồ Chí Minh, nhân viên ngân hàng rút nhiều tỷ đồng của khách. Ngày 23 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Minh Quyên, sinh năm 1990, ngụ quận 11 thành phố Hồ Chí Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Quyên là nhân viên giao dịch tại một ngân hàng thương mại cổ phần và được tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ. Theo thông tin từ công an thành phố Hồ Chí Minh, cuối năm 2018, bà Quyên được phòng giao dịch ngân hàng nơi làm việc giao nhiệm vụ tiếp cận khách hàng, thực hiện các giao dịch mở tài khoản, nộp và rút tiền mặt, mở và rút tiền từ sổ tiết kiệm, cho vay theo sổ tiết kiệm. Do kiểm soát viên phòng giao dịch không thực hiện nghiêm quy định của ngân hàng, nên Quyên đã tận dụng cơ hội này để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 17 tháng 1 năm 2019 đến ngày 19 tháng 12 năm 2019, Quyên lập khống nhiều chứng từ rút tiền từ 12 sổ tiết kiệm của 11 khách hàng, chiếm đoạt hơn 4,4 tỷ đồng. Quyên khai nhận số tiền chiếm đoạt được đã sử dụng để trả nợ cá nhân và gia đình, hiện không còn tiền để khắc phục hậu quả. Để thực hiện ý đồ xấu của mình, khi phát hành sổ tiết kiệm cho khách, Quyên photo sổ tiết kiệm cất riêng. Sau đó khi cần rút tiền, quyền kiểm tra lựa chọn các loại sổ tiết kiệm có thời gian đáo hạn xa để tránh bị khách hàng phát hiện khi tất toán hoặc đáo hạn. Từ hệ thống phần mềm của ngân hàng, quyền nhập thông tin tài khoản khách hàng và số tiền tương ứng thì phần mềm sẽ in giấy rút tiền tiết kiệm. Sau đó, Quyên giả chữ ký khách hàng rồi ký tên mình vào phần giao dịch viên. Quyền cập nhật thông tin giao dịch rút tiền và bản photo tiết kiệm của khách mà quyền đã lưu trữ từ trước. Sau khi ký chứng từ thì quyền lấy số tiền tương ứng từ quỹ giao dịch hàng ngày của quyền. Giấy rút tiền tiết kiệm và bản photo sổ tiết kiệm được quyên tập hợp cùng các chứng từ khác trong ngày để phục vụ đối chiếu, kiểm quỹ cuối ngày và lưu trữ. Theo kết quả điều tra từ Công an thành phố Hồ Chí Minh, quyên thực hiện rất nhiều lần rút tiền của khách, từ dưới 50 đến nhiều nhất là 850 triệu đồng. Công an xác định do thiếu kiểm soát nên mặc dù không có khách hàng đến rút tiền thật, không có bản chính sổ tiết kiệm nhưng kiểm soát viên vẫn phê duyệt trên hệ thống máy tính ký bổ sung chứng từ để quyên rút chiếm đoạt tiền kiểm tra chất gây nghiện đột xuất hàng loạt lái phụ xe buýt Hà Nội. Sáng ngày 23 tháng 10, thanh tra giao thông Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã phối hợp với lực lượng liên ngành kiểm tra nhanh chất gây nghiện đối với lái phụ xe buýt tại bến xe Yên Nghĩa. Đã có gần 100 lái phụ xe được kiểm tra lấy mẫu để thực hiện test chất gây nghiện trong sáng nay mà không được báo trước. Thanh tra giao thông Sở Giao thông Vận tải đang chủ trì phối hợp với công an y tế triển khai kế hoạch kiểm tra chất gây nghiện đối với lái phụ xe chở khách Sáng ngày 23 tháng 10, tại bến xe Yên Nghĩa Hà Đông, liên ngành đã kiểm tra, lấy mẫu để test nhanh chất gây nghiện đối với lái và phụ xe buýt. Hiện bến xe Yên Nghĩa là một trong ba bến xe có số lượng xe buýt hoạt động lớn nhất Hà Nội. Ngày 23 tháng 10, lái phụ xe, các lượt xe buýt hoạt động tại bến xe Yên Nghĩa đã được lực lượng chức năng yêu cầu vào kiểm tra test nhanh chất gây nghiện ngẫu nhiên. Cùng với xe buýt truyền thống, xe buýt kế cận liên tỉnh trong sáng ngày 20 tháng 10, lực lượng liên ngành cũng yêu cầu cả lái phụ xe buýt nhanh BRT vào kiểm tra, lấy mẫu test chất gây nghiện. Nội dung kiểm tra của liên ngành đối với tài xế phụ xe buýt bao gồm: điều kiện hoạt động của lái xe, phương tiện, lấy mẫu kiểm tra chất gây nghiện đối với lái phụ xe. Ông Nguyễn Tuấn Anh, đại diện thanh tra giao thông Hà Nội cho biết, đối với chất gây nghiện, mẫu ban đầu được lấy là qua nước tiểu về hướng xử lý đối với lái phụ xe nếu có kết quả dương tính sau khi được kiểm tra chất gây nghiện ông tưởng đỗ hiền phó đội trưởng đội thanh tra giao thông hà đông cho biết thanh tra sẽ dừng công việc của lái phụ xe thông báo đơn vị chủ quản xe buýt sau đó gửi kết quả lên viện pháp y quốc gia để tiến hành các bước tiếp theo trong đó có lấy mẫu máu để kiểm tra độ chính xác Trước đó ngày 30 tháng 9, kiểm tra chất gây nghiện đối với lái phụ xe khách và xe buýt tại bến xe Mỹ Đình, liên ngành do thanh tra giao thông chủ trì đã phát hiện hai lái xe dương tính với chất gây nghiện qua nước tiểu. Tại bến xe Yên Nghĩa ngày 23 tháng 10, ngoài kiểm tra chất gây nghiện, thanh tra giao thông còn lên tận xe kiểm tra các điều kiện về hoạt động chở khách của phương tiện. Kết quả trong buổi kiểm tra đầu tiên tại bến xe Yên Nghĩa trong sáng ngày 23 tháng 10, liên ngành đã kiểm tra và lấy mẫu test chất gây nghiện đối với 69 trường hợp lái phụ xe buýt. Trong 1 đến 2 ngày tới, liên ngành sẽ thực hiện test nhanh và thông báo kết quả công khai các trường hợp này. Tiếp sau xe khách, xe buýt, đại diện thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, lực lượng liên ngành sẽ thực hiện kiểm tra, test nhanh chất gây nghiện đối với tài xế, lái phụ xe hợp đồng, xe taxi. Chúng tôi là thời sự 24 giờ TV. Quý vị đừng quên nhấn like, share và subscribe để cập nhật những tin tức thời sự nóng nhất có trong ngày nhé. Xin chào và gặp lại.